Bếp Hoa Tân Bình Mama Hoa Kitchen xin chào cả nhà. Hôm nay bếp sẽ đem đến cho cả nhà một món mà trên thị trường đang hot đây. Đó là món đậu hũ chân châu hay còn gọi là đậu hũ Singapore. Đây là món ăn vặt rất là hấp dẫn, đang thu hút từ người lớn, người già cho đến trẻ nhỏ, ai cũng thích. Thích hợp cho các chị em làm cho gia đình chúng ta thưởng thức hoặc là để kinh doanh trực tiếp hay online đều được. Cách làm thì rất là dễ làm và chịu khó một tí thì chúng ta sẽ được một cái món ngon và đầy đủ dưỡng chất cho gia đình cũng như là để cho hoạt động kinh doanh mua bán của chúng ta. Và các bạn khi xem clip này thì bám theo từng bước bếp hướng dẫn, kể cả những chi tiết nhỏ bếp thuyết minh thì cố gắng nghe và làm theo đúng như vậy nhé, thì kết quả ra sẽ ngon và đúng chuẩn của món đậu hũ chân châu. Và để làm được món đậu hũ chân châu hay còn gọi là đậu hũ Singapore thì chúng ta chuẩn bị những nguyên liệu sau. Ở đây bếp cung cấp lượng 50 hộp, có 9 lít sữa đậu nành, mình có thể mua sữa người ta xay sẵn, và 1 lít rưỡi nước, 2 bọc rau câu dẻo hoặc là 20 gram gelatin, 1 ký đường đen, 1 hộp sữa đặc, 1 ký chân châu, 10 gram trà xanh, 2 hộp kem béo thực vật. Các bạn mua cái loại rít lùng á, cái hộp rít cao, mấy hộp kem béo cao á, nó không ngon bằng, nó có vị chua. Và 1 ký đường trắng cắt trắng mịn. Ở đây nên bếp giải thích rõ hơn, nếu như mình sử dụng rau câu dẻo thì mình không sử dụng cái gelatin lá, tức là mình sử dụng 1 trong 2 thôi nha. Ở đây bếp sử dụng rau câu dẻo thay cho gelatin. Thì rau câu dẻo thì bắt buộc phải trộn với lại đường. Rau câu dẻo thì xài hiệu nào cũng được, một gói như thế thì bếp sử dụng cho 200 gram đường cát trắng. Chú ý là chuẩn bị đường xong rồi mới cắt cái bọc rau câu trộn vào, bởi vì rau câu dẻo cái tính hút nước rất là lớn, nếu chúng ta cắt xong rồi lại lo đi đổ ra rồi mới đi trộn đường thì rau câu sẽ bị vón cục, bởi vì trong không khí có nhiều hơi nước. Và ở đây bếp xài chỉ là 1 gói rưỡi thôi nha, có nghĩa là 1 gói thì nó khoảng là 25 gram, thì ở đây bếp xài 1 gói rưỡi thì khoảng 35 gram, 35 đến 40 gram thôi. Không xài 2 gói, xài 2 gói cái rau câu nó cứng không ngon. Vì đặc điểm của món này thì đậu hũ phải mềm và mượt nên xài ít rau câu thôi. Bước kế tiếp, bếp cho 9 lít sữa đậu nành vào trong cái nồi. Sữa đậu nành bếp mua ở chợ, ở những nơi mà bán đậu hũ á, như vậy là đã xài được rồi, không cần phải xay đậu nành. Vì cái giá thành ở đây là mình mua 1 lít sữa đậu nành ở các cái nơi mà người ta làm đậu hũ á, người ta xay cái máy công nghiệp á, thì người ta bán khoảng 7 đến 8 ngàn một lít. Và các bạn chú ý, một bọc thường người ta bán sẵn là không tới 1 lít nha, khoảng 7 đến 800ml thôi. Tiếp, chúng ta nấu nước đường thì dùng một cái nồi khác, chúng ta cho vào đây khoảng 500 đến 600ml nước. Đồng thời nấu với lại 1 ký đường đen. Ở đây thì các bạn có thể cho khoảng 800 hoặc 1 lít nước cũng được, mà bếp muốn cái hỗn hợp chân châu nước đường của mình nó kẹo nên bếp sử dụng khoảng 600ml được rồi. Cho vào đây khoảng 3-4 giọt chanh thôi, không cho nhiều nha, để tại vì với cái lượng nước như vậy
mà cho đường nó gần gấp đôi như vậy thì nó dễ bị lợi đường, nên bếp cho vài giọt chanh vào và chúng ta nấu cho đường tan ra, đường sôi lên là tắt bếp. Đoạn kế tiếp, chuẩn bị một cái nồi, cho vào đây nấu cứ 1 ký chân trâu, mình mua ở tiệm á, thì cứ 1 ký như vậy thì cho cái lượng nước gấp từ 6 đến 8 lần để mình tránh cho chân trâu không có bị vón cục. Các bạn có thể cho gấp khoảng chừng gấp 4 gấp 5 lần cũng được, nhưng mà chịu khó sơ, chịu khó phải sơ thường xuyên. Còn mình cho cái lượng nước từ 6 đến 8 lần á thì chúng ta không có sợ nó bị khét đáy nồi. Lượng cái rau câu nó nở hết ra được, đồng thời nó không bị vón cục lại, đóng dính với nhau. Chờ nước bắt đầu sôi bùng lên, lúc này mới rải chân trâu vào, mới cắt cái bọc chân trâu á, mình rải từ từ, rải vào. Nhớ là nước sôi bùng lên nhé, nước không sôi là không được nha, phải để nước sôi mới đợi chân trâu. Cho hết bọc chân trâu rồi thì chúng ta đun như thế trong vòng 30 phút, quậy đều lên, rồi chúng ta để như vậy trong vòng 30 phút. Bây giờ là 12 giờ kém 1 phút và chúng ta đun tới 12 giờ rưỡi nha. Cả nhà thấy nè, cái lượng nước rất là nhiều so với chân trâu phải không? Nhưng mà chút xíu chân trâu sẽ nở ra. Và sau 30 phút nấu thì chúng ta tắt bếp. Bây giờ là chân trâu đã nở rồi. Tắt bếp và đậy nắp. Đậy nắp cho để tiếp tục ủ chân trâu trong 30 phút nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ ủ chân trâu 30 phút nữa. Đậy nắp lại, ủ vậy thôi. Sau khi ủ 30 phút thì đem chân trâu ra, đổ vào cái rổ và rửa lại chân trâu, rửa sơ lại để cho chân trâu giảm bớt độ nhớt đi. Đoạn này các bạn thích chân trâu có độ nhớt nhớt, dẻo dẻo nhớt á, bên ngoài thì không cần rửa, mà theo bếp thì nên rửa, là bởi vì đôi khi đây là chân trâu bọc người ta bán sẵn mà, thì nó sẽ bếp sợ nó có chất bảo quản ấy, nên bếp cho rửa lại. Rửa sơ lại thì có một cái ưu điểm là khi chúng ta để khoảng chừng một buổi khoảng 4-5 tiếng sau thì chân trâu ít có đổ nhớt ra nhiều, nó sẽ làm đặc hết cái nước đường của mình. Là mình rửa sơ qua thì chân trâu, hạt chân trâu nó gọn lại. Bỏ hết nước, rửa sơ dưới vòi nước, rồi để chân trâu ráo và cho vào nước đường hồi nãy chúng ta đã chuẩn bị đó. Giờ chúng ta đã chuẩn bị nước đường chân trâu xong rồi nhé, nhìn hấp dẫn rồi nha. Tiếp theo, dùng 10g trà xanh cho vào 1/3 chén nước, quậy tan trà xanh. Chúng ta hòa tan, quậy đều ra để cho trà xanh không có bị vón cục. Và lúc này thì chúng ta phải đi chuẩn bị khuôn, có nghĩa là chuẩn bị hộp để đổ ra. Vì cái công đoạn sắp tới là chúng ta phải làm nhanh tay, nên tất cả các khuôn hộp này nè, chúng ta dự định mình sẽ đổ trong cái loại khuôn nào, hộp nào thì phải lo chuẩn bị xếp ra sẵn. Và lượng này thì được 50 hộp.
mình phải chuẩn bị như vậy. Bởi vì khi sữa đậu nành pha với rau câu xong là mình phải đổ nhanh. Sau khi chuẩn bị hộp xong, chúng ta nấu rau câu. Ở đây bếp sử dụng rau câu dẻo thì chuẩn bị 1,5 lít nước như lượng từ đầu bếp cho. Sau đó các bạn cho một bọc rau câu dẻo vào. Tùy theo người nào thích cái đậu hũ cứng hay là mềm thì chúng ta cho 1,5 lít hay là một bọc rau câu dẻo. Đó là do mình mà bếp thấy là một bọc là cái độ mềm nó là được rồi. Sau đó mình hòa bịch rau câu này với 2 lạng đường. Đường cắt cắt mịn nha. Và đun sôi 1,5 lít nước. Sau đó khi nước bắt đầu sôi thì từng tự cho rau câu và đường hồi nãy mình trộn vào. Cho từ từ vào và nhanh tay quậy. Làm như vậy thì không có bị rau câu không bị đóng cục. Khi cho hết rau câu vào, chúng ta tiếp tục đun quậy như vậy thêm 1 phút đến 2 phút nữa. Cho rau câu tan hẳn, có nghĩa là vẫn tiếp tục đun và quậy nha, chứ đừng thôi bị nó khét dưới đáy nồi. Sau khi rau câu tan hẳn rồi, ta đổ hết cái nồi rau câu này vào cái nồi sữa mà hồi nãy chúng ta chuẩn bị đó. Nồi sữa cũng đang nấu. Và lúc cho rau câu vào thì nồi sữa cũng bắt đầu sôi tim rồi. Lúc này mình cho rau câu vào và quậy nhanh tay, quậy đều. Và tiếp tục đun khoảng chừng 4 đến 5 phút nữa. Ở công đoạn này, nếu các bạn không để tiếp tục đun và rau câu chưa hòa đều thì mai mốt cái đậu hũ mình ra nó sẽ bị tách lớp, tách nước. Đấy, thì chúng ta lấy 2 lạng đường ra để pha rau câu rồi. 1 ký đường lấy 2 lạng thì còn 8 lạng. Cái phần đường còn lại chúng ta sẽ cho vào cái nồi sữa mà đã trộn rau câu rồi. Và lúc cho vào này chúng ta tiếp tục đun cho đường nó tan. Đây là phần đường 8 lạng đường còn lại nè, chúng ta cho vào. Vì một cái nồi như vậy, một lượng như vậy mình làm 50 hộp 9 lít sữa đậu nành và 1,5 lít nước để nấu rau câu thì cho tổng cộng 1 ký đường là vừa đó nha các bạn. Và tiếp tục thì các bạn lấy cái kem béo rít lùng á, mua cái hộp lùng á, bạn cho vào 1 hộp đến 2 hộp kem béo. Theo bếp á là mình cho 1 hộp thì cái độ béo nó không nhiều, mình cho 2 hộp là ngon. Vì vậy cái độ béo này là tùy theo các bạn nhé, mình cho ít hay cho nhiều là tùy theo các bạn. Tiếp tục, mình cho 1 muỗng trà xanh, bột trà xanh pha với 1/3 chén nước cho vào. Các bạn có thể cho trực tiếp hay là cho qua cái rây, thì để sợ nó vón cục trà thì mình kỹ thì mình cho qua cái rây cũng được. Và quậy đều. Muỗng trà xanh như vậy là tương đương khoảng 10g. Và ai thích cái độ ngọt và độ béo thêm một tí cho nó ngon á thì chúng ta cho 1 hộp sữa, 1 hộp sữa ngôi sao, sữa hộp sữa hoặc sữa ông thọ, chúng ta cho 1 hộp sữa vào. Còn không thích thì thôi, không thích sử dụng sữa bò thì không cho cũng được, nhưng mà theo bếp thì cho vào nó sẽ ngon hơn, nó không nghe mùi sữa bò đâu nha các bạn, đừng có lo. Và bây giờ chúng ta tiếp tục quậy đều, quậy cho trà xanh nó tan đều, đồng thời kem béo cũng tan đều, và chuẩn bị ra hộp, ra khuôn á. Khi ra khuôn thì chúng ta với cái số lượng nhiều mà chúng ta dùng một cái ca như thế này, rồi chúng ta đổ canh, đổ khoảng chừng 2/3 hộp thôi, đừng đổ đầy quá. Và chú ý ở công đoạn này thì các bạn phải làm nhanh tay,
và một người đổ và một người sẽ đi theo, đi hớt bọt. Mình đổ tới đâu mình hớt bọt trong trong cái khuôn tới đó, và sau đó đậy nắp khuôn ngay. Nếu không đậy thì tình trạng là nó đóng một cái lớp ván ở trên mặt, gọi là cái lớp tẩu kia, nhìn nó không bóng mượt nha. Và bây giờ thì món đậu hũ trân châu hay còn gọi là đậu hũ Singapore đã xong rồi. Mình chỉ còn công đoạn cuối là mình để lạnh đậu hũ và mình cho ra, có thể là trang cái cho cái topping trân châu lên mặt, hoặc là cho đậu hũ ra đĩa và rưới trân châu lên mặt. Cái đó là tùy cái cách ăn của mình. Nhưng mà khi đi bán ấy, thì chúng ta nên cho ra đĩa thì nhìn nó đẹp mắt hơn. Và đây là cách thứ nhất, là để nguyên cái hộp như thế và chúng ta rưới trân châu lên mặt. Và đậu hũ này thì chúng ta đã để lạnh rồi nha, trân châu thì không để lạnh. Ta nấu đậu hũ trước, để trước một buổi hay một ngày, sau đó mới nấu trân châu. Trân châu để lạnh sẽ bị sượng. Muốn trân châu ngon thì chỉ dùng trong ngày thôi. Và cách trình bày thứ hai là chúng ta cho trân châu lên mặt của đậu hũ khi đậu hũ đã cho ra đĩa. Và mình làm như thế này thì nhìn nó hấp dẫn hơn. Cả nhà mình thấy đẹp không nào? Rất là đẹp và hấp dẫn. Món đậu hũ trân châu đến đây là xong rồi. Chúc cả nhà thực hiện thành công. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau. Nếu thấy những chia sẻ của bếp là hữu ích, hãy đăng ký kênh để luôn nhận được clip mới từ bếp nha. Và đừng quên để lại một like để ủng hộ tinh thần bếp. Nếu cả nhà mình có yêu cầu gì, comment phía dưới để bếp sẽ đáp ứng.